Tôi là Phạm Văn Thơm ạ. Ở quân đội về hưu có học qua cái lớp bấm huyệt thập chỉ liên tâm pháp của thầy Dư Quang Châu giảng dạy. Thì từ buổi ban đầu đến hôm nay thì lại học thêm cái vấn đề là coi như sử dụng vấn đề cái chườm đá. Kính thưa thầy Dư Quang Châu ạ, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị hội viên của hội thập chỉ liên tâm pháp, tôi là Phạm Văn Thơm ạ, ở quân đội về hưu có học qua cái lớp bấm huyệt thập chỉ liên tâm pháp của thầy Dư Quang Châu giảng dạy. Thì từ buổi ban đầu đến hôm nay thì lại học thêm cái vấn đề là coi như sử dụng vấn đề cái chườm đá, thì tôi thấy là coi như là cái chườm đá này là coi như rất kết quả rất tốt ạ. Vì tôi trước đây là có cái bệnh là coi như là nó đau ở cái lưng này. Đấy, nó đau mà coi như là đứng lên ngồi xuống rất là coi như là khó khăn. Đấy, rất là khó khăn. Thế mà coi như là chỉ cái chườm đá trong 3 tháng thì tự nhiên nó là coi như là cái lưng này là nó sẽ là coi như là giảm dần. Và cho đến nay là coi như là tôi cũng đã chườm đá được hơn 1 năm rồi. Đấy. Thế thì coi ngày nào cũng chườm, mà coi như là cả hai vợ chồng đều chườm, chứ không phải là coi như mình tôi, là vì mình quan tâm cho mình lại phải quan tâm cho bà xã nữa. Đấy, cho nên là phải mua 4 viên về chườm. Thì là coi như là tối nào thì tôi có cái nồi của Thái Lan ấy, nấu lên, và coi như là trước khi đi ngủ nấu lên, và coi như là đi ngủ thì coi như là đưa cho bà xã 2 viên và tôi 2 viên để chườm. Thì thấy là kết quả rất là tốt. Thứ nhất là cái da rẻ của mình ấy là nó hồng hào, và coi như là nó sẽ coi như là mịn mà, chứ nó không như thế là coi như là cái da rẻ như ngày xưa nữa. Cái thứ hai nữa là coi như là các cái bệnh tật á thì nó sẽ hết, nó sẽ hết, nhất là cái về vấn đề là ho, rồi là coi như là cái bệnh như là coi như là đau lưng, rồi bệnh nghĩa là coi như là dạ dày trào ngược. Thì nói chung là coi như đến bây giờ là coi như cảm thấy là coi như là đấy, thì sức khỏe đến bây giờ thì coi như là thấy nó khỏe mạnh và nó coi như là rất là tốt. Thì tôi cũng thấy là coi như xin giới thiệu với các bác là tôi năm nay thì coi như là cũng 78 tuổi rồi ạ. Vâng, chứ cũng không ấy, nhưng mà theo học cái này thì là coi như nói chung là coi như là cảm thấy nó là tốt. Vậy xin thông báo với các bác một vui điều như thế, và các bác tích cực chườm đá vào để cho nó tốt. Và không kể gì mùa hè, mùa đông, nói chung là ta cứ sợ mùa hè nóng không chườm được, nhưng mà ta cứ chườm, ta đi ngủ vẫn tốt. Cho nên là coi như tôi xin báo cáo lại như thế là hết ạ. Rồi, xin cảm ơn bác. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập chỉ Liên tâm